Ngọc Diễm cùng chương trình Sức khỏe và đời sống trên kênh truyền hình LA34 Đài Phát thanh và Truyền hình Đông An xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, sự mệt mỏi sau lần dược cạn và những thay đổi về sinh lý cộng với việc chăm sóc một sinh linh là vô cùng mới mẻ khiến các bà mẹ rơi vào lúng túng, đặc biệt là những người lần đầu tiên làm mẹ. Chị em không biết cần phải làm gì và làm như thế nào cho đúng. Trong khi đó, em bé do thay đổi môi trường sống, phải học cách thích nghi nên cần rất nhiều sự quan tâm, bảo vệ và chăm sóc đúng cách. Do vậy, đến với chương trình kỳ này, bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Thị Thúy Hằng, khoa chi Bệnh viện Đa khoa Long An sẽ có những chia sẻ với chúng ta về những điều cần quan tâm khi chăm sóc trẻ trong 7 ngày đầu đời. Chào quý vị khán giả đang xem chương trình Sức khỏe đời sống trên đài phát thanh truyền hình Long An. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Hằng đã dành thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, đầu tiên thì xin bác sĩ có thể cho biết là ngoài việc mà bé thay đổi môi trường sống từ trong bụng mẹ ra bên ngoài thì còn những yếu tố gì nữa để 7 ngày đầu tiên sau sinh là cái giai đoạn vô cùng quan trọng đối với trẻ ạ? Chúng ta thấy là khi mà trẻ ở trong bụng mẹ thì trẻ đang ở trong cái môi trường rất là êm ái, ấm áp và an toàn, và dinh dưỡng được nuôi trực tiếp từ mẹ qua dây rốn. Tuy nhiên khi mà trẻ sinh ra đời thì lúc đó cái sự thay đổi đầu tiên mà quan trọng nhất đó là thay đổi môi trường sống. Từ đó bắt buộc trẻ phải thích nghi, trẻ thích nghi trẻ phải tự thở, tự ăn. Nếu mà trẻ tự thở, tự ăn và ngoài ra trẻ phải tự điều chỉnh thân nhiệt của trẻ phù hợp với môi trường bên ngoài. Nếu mà trẻ nhận được cái nguồn sữa mẹ sớm thì đó giúp cho trẻ hình thành và củng cố hệ miễn dịch của trẻ. Và cái trong giai đoạn này thì cũng là hình thành cái mối quan hệ gắn kết giữa bố mẹ đối với trẻ. Vì vậy, 7 ngày đầu đời sơ sinh của trẻ là rất quan trọng, vì đó đánh dấu một cái sự chuyển tiếp từ môi trường bên trong bụng mẹ ra bên ngoài. Và lúc đó sẽ là cái giai đoạn để hình thành cái nền tảng sức khỏe cơ bản của trẻ. Dạ, như bác sĩ đã chia sẻ thì 7 ngày đầu đời chính là cái giai đoạn mà để gắn kết giữa mẹ và bé trong cái thời gian đầu mà mẹ và bé chúng ta vừa gặp nhau. Thì về cái vấn đề này thì cái việc ẵm bồng bé cũng là một cái vấn đề để gắn kết tình mẹ con rất tốt. Và Ngọc Diễm cũng thấy không ít các bậc cha mẹ chúng ta rất là lúng túng trong cái việc là ẵm bồng bé như thế nào cho đúng cách. Và thậm chí là rất nhiều bà mẹ sợ về cái hệ xương non nớt của con mình mà thậm chí là không dám ẵm con vì sợ là sẽ làm tổn thương đến bé. Thì xin bác sĩ có thể chia sẻ về một cái tư thế mà chúng ta có thể ẵm bé đúng cách để không có ảnh hưởng đến cái hệ xương non nớt của trẻ. Đối với cái hệ xương non nớt của trẻ thì cái cách mà an toàn dễ dàng nhất cho các mẹ ẵm là chúng ta phải đảm bảo là khi mà chúng ta ẵm chúng ta phải giữ đầu và thân của trẻ nằm trên đường thẳng, thì khi đó lúc đó đầu của trẻ sẽ quay về phía mẹ. Và khi mà ẵm thì nhiều mẹ sẽ lúng túng, nên là trước khi ẵm thì chúng ta có thể là nhẹ nhàng báo với trẻ là mình sẽ sắp ẵm, và khi mà đó sẽ luồn tay từ từ xuống vai và đầu của trẻ, một tay ở mông để nhấc trẻ lên nhẹ nhàng, tránh trẻ giật mình đột ngột khóc, thì lúc đó thì sẽ rất là dễ dàng ẵm. Và trong cái chuyện ẵm thì có cái ẵm khi cho bú. Thì khi ẵm cho bú thì miễn làm sao mình cái tư thế ẵm mà cho mẹ và bé thật là thoải mái, thì cũng vậy mình cũng phải để ý là đầu thân trẻ nằm trên một đường thẳng. Lúc đó thân trẻ áp sát vào người của mẹ, bụng trẻ áp vào bụng mẹ, mặt trẻ thì sẽ quay vào bú mẹ và mũi trẻ sẽ đối diện với bú mẹ để cho trẻ bắt bú tốt. Thì lúc đó sẽ tạo ra một cái tư thế bú đúng, thì trẻ sẽ bú được nhiều hơn, hiệu quả hơn. Lúc đó sẽ cũng sẽ giúp cho việc tạo ra sữa mẹ nhiều hơn. Nói đến vấn đề cho trẻ bú sau sinh thì cũng là một cái điều mà rất là nhiều các bà mẹ quan tâm. Thì không biết là sau sinh bao lâu thì chúng ta có thể cho trẻ bú được, và lượng sữa bao nhiêu là đủ, cùng với cái thời gian khoảng cách giữa các lần bú cách nhau như thế nào là hợp lý thưa bác sĩ? Sau sinh, sữa mẹ là cái nguồn dinh dưỡng rất là quý giá, có chứa nhiều kháng thể. Vì vậy khuyến cáo là trẻ cần bú mẹ trong vòng 1 tiếng đầu sau sinh. Thì ở trẻ mới sinh thì cái dạ dày của trẻ rất là nhỏ. Những ngày đầu sau sinh thì trẻ có thể chứa được khoảng 5-7ml trong một lần bú thôi. Thì vì vậy trẻ cần phải bú thường xuyên hơn. Trẻ bú khoảng 8-12 lần một ngày. Có nghĩa là khoảng 2-3 tiếng thì chúng ta sẽ cho trẻ bú một lần. Dạ, bác sĩ vừa nhắc đến việc là chúng ta có một cái thời gian đoạn vàng, đó là 1 giờ sau sinh để cho trẻ bú là tốt nhất. Tuy nhiên thì
cái việc về sữa sau sinh một giờ là một điều cũng khá là khó khăn với các mẹ. Thì nhiều mẹ thì lại cương quyết muốn là mình con mình phải được bú sữa mẹ hoàn toàn và không sử dụng sữa công thức. Tuy nhiên thì sữa chúng ta lại không về kịp. Thì liệu rằng giải pháp cho con bú sữa công thức một giờ sau sinh có phải là một giải pháp tốt hay không thưa bác sĩ? Thật ra có một cái điều thú vị thế này, trẻ dù mới sinh ra nhưng mà trẻ đã có một cái nguồn năng lượng dự trữ có thể sử dụng trong vòng 24 tiếng sau sanh. Và cái dạ dày của trẻ lúc đầu cũng rất là nhỏ nên là cái lượng sữa mà trẻ bú không có cần nhiều. Nên là các mẹ đừng có quá lo lắng nếu mà sữa chưa về kịp mà đi lấy sữa công thức cho trẻ bú. Thì lúc đó sữa công thức không có những cái ưu điểm giống như sữa mẹ. Sữa mẹ có thể là giúp cho trẻ tăng sức đề kháng, chống chọi được một số cái bệnh lý nhiễm trùng. Còn sữa công thức thì không được có những cái công dụng như vậy. Nên thành ra thay vì cho bú sữa công thức mà các mẹ hãy cho trẻ bú sớm hơn, bú đúng tư thế, các mẹ phải ăn uống đủ chất, giữ tinh thần thoải mái để sao để cho lượng sữa về kịp. Khi đó trẻ có thể có nguồn dinh dưỡng sữa dồi dào, có nhiều năng lượng, có nhiều chất dinh dưỡng và đảm bảo được cái vấn đề nuôi con sữa mẹ trong vòng 6 tháng đầu đời. Như vậy thì nếu như sữa mẹ không về kịp sau 1 giờ đầu sau sinh thì chúng ta cũng không cần quá lo lắng, bởi vì trong cơ thể của bé vẫn còn tích trữ rất là nhiều năng lượng, phải không thưa bác sĩ? Và nói về vấn đề chăm sóc trẻ sau sinh thì có rất là nhiều điều chúng ta cần nói đến. Và cái việc giữ ấm cho trẻ là cái vấn đề mà có khá là nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí gây ra rất là nhiều những cái xáo trộn trong sinh hoạt của các gia đình lần đầu tiên mà có trẻ nhỏ. Thường thì chúng ta thấy là các bà nội, bà ngoại thì chăm trẻ theo cách là trẻ là phải được giữ ấm hoàn toàn 100%, tức là mũ len, bao tai, vớ, chúng ta phải quấn chặt trẻ lại. Và đặc biệt là nhiều gia đình là không cho chúng ta sử dụng máy lạnh cho trẻ, kể cả là trời rất là nóng bức, bởi vì cho là điều đó sẽ gây ảnh hưởng tới việc là trẻ bị viêm phổi không tốt sau này. Thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm về những cái quan điểm của bác sĩ về việc là giữ ấm cho trẻ như thế nào là hợp lý ạ? Giữ ấm cho trẻ như thế nào là hợp lý thì thật sự là tùy theo điều kiện thời tiết. Ví dụ như chúng ta có thể đội mũ, mang vớ, mang găng để giữ ấm cho trẻ là một cái biện pháp để giữ ấm cho trẻ ha. Nhưng mà tuy nhiên tùy theo điều kiện thời tiết. Nếu mà thời tiết lạnh thì cái điều đó là cần thiết. Tuy nhiên thời tiết nóng thì khi chúng ta mang nhiều thứ như vậy thì sẽ làm cho trẻ nóng hơn. Thậm chí việc mang vớ quá chật, mang găng quá chật thì sẽ hạn chế sự phát triển vận động của trẻ theo lứa tuổi. Một số trẻ sẽ có nguy cơ là bé sẽ dễ bị viêm phổi khi mà trẻ quá nực, tiết nhiều mồ hôi. Đó, thì thành ra là tùy theo điều kiện của thời tiết của trẻ mà chúng ta có thể áp dụng việc giữ ấm bằng cách mang vớ hoặc là mang găng. Như bác sĩ chia sẻ thì không phải việc là trẻ quá lạnh trẻ mới bị những cái bệnh về viêm hô hấp, mà rõ ràng là nếu mà trẻ tiết quá nhiều mồ hôi do nóng bức thì vẫn có thể gây ra viêm phổi. Đây là điều mà chúng ta cần lưu ý để chăm sóc trẻ được tốt hơn. Và thưa bác sĩ, về vấn đề cho trẻ ngủ như thế nào vẫn là một cái điều mà rất là nhiều ý kiến xoay quanh việc này của các bậc phụ huynh. Nhiều người thì cho là chúng ta nên quấn bé theo kiểu là quấn kén ngủ để cho bé được vào nề nếp và không có quấy khóc trong lúc ngủ và tránh giật mình. Tuy nhiên thì nhiều phụ huynh lại cho rằng chúng ta nên để cho bé thoải mái. Thì không biết ý kiến của bác sĩ về vấn đề này như thế nào? Việc quấn kén cho trẻ thì cũng tạo ra cái môi trường gần gũi giống như là lúc trẻ còn nằm trong bụng mẹ, thì giúp cho trẻ sẽ hạn chế được cái tình trạng giật mình của trẻ, trẻ ngủ sâu và ngủ lâu hơn. Tuy nhiên cũng tùy theo điều kiện thời tiết, nếu mà thời tiết nóng quá thì chúng ta quấn kén cho trẻ thì trẻ sẽ nóng nực khó chịu, nên là việc quấn kén cho trẻ thì chỉ áp dụng khi thời tiết lạnh. Và tùy theo cái sở thích của trẻ, nếu mà trẻ đó vẫn ngủ bình thường, không cần quấn kén thì chúng ta sẽ để cho bé thoải mái. Còn nếu mà một số trẻ cần quấn kén thì chỉ nên quấn kén cho trẻ lúc mà ngủ thôi, còn lúc mà bé thức bé chơi thì chúng ta hãy để cho trẻ thoải mái, không có cần phải quấn kén. Vậy thì có lẽ là chúng ta phải tùy vào sở thích của từng bé và điều kiện sinh hoạt của mỗi gia đình cùng với thời tiết, chúng ta mới có thể quyết định được việc chúng ta sẽ cho trẻ ngủ như thế nào để trẻ cảm thấy thoải mái nhất. Thưa bác sĩ, về vấn đề mà tắm vệ sinh cho trẻ trong 7 ngày đầu đời thì chúng ta nên tắm và vệ sinh cho trẻ như thế nào? Chúng ta có nên thường xuyên mỗi ngày hay là chúng ta cách ngày? Bác sĩ có thể chia sẻ thêm về vấn đề này. Đối với trẻ sơ sinh thì lớp mỡ dưới da thì rất là mỏng nên trẻ rất là dễ mất nhiệt. Vì vậy trong vòng 24 tiếng đầu sau sanh chúng ta không cần phải tắm cho trẻ, và việc tắm cho trẻ cũng không cần phải thực hiện mỗi ngày mà chúng ta có thể tắm một tuần khoảng 2-3 lần là được rồi.
Và chúng ta phải giữ gìn vệ sinh rốn cho bé như thế nào là an toàn và tránh bị nhiễm trùng thưa bác sĩ? Đối với rốn thì là một vết thương hở nên là rất là nhiễm trùng. Nếu mà chúng ta không chăm sóc tốt, vì vậy mỗi ngày chúng ta đều phải theo dõi và chăm sóc rốn. Đối với rốn sạch thì mỗi ngày chúng ta theo dõi cái mặt cắt của rốn xem có rỉ dịch, rỉ mủ hay gì hay không, có hôi hay không. Chúng ta có thể dùng gòn thấm nước muối sinh lý để vệ sinh xung quanh chân rốn. Trong trường hợp rốn dơ thì chúng ta có thể sử dụng cồn 70 độ. Và nhớ là trước khi mà vệ sinh rốn, chúng ta phải vệ sinh đôi bàn tay của chúng ta, rửa tay sạch và sát khuẩn lại bằng cồn để tránh nhiễm trùng. Chúng ta theo dõi rốn nếu có những cái dấu hiệu, thí dụ như rốn đỏ, chảy mủ, chảy dịch, hoặc là rốn có chồi, hoặc là rốn lâu rụng trên 3 tuần thì chúng ta nên đưa trẻ đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt. Thưa bác sĩ, về vấn đề chăm sóc trẻ thì việc bổ sung vi chất cho trẻ cũng là điều mà rất nhiều phụ huynh quan tâm. Các bậc cha mẹ không biết là trong 7 ngày đầu đời thì liệu trẻ có cần bổ sung thêm những chất dinh dưỡng gì hay không? Bởi vì nhiều người băn khoăn là sữa mẹ liệu có đủ để cho trẻ phát triển hay không, đặc biệt là về hệ xương khớp sau này. Thật ra chúng ta đã nghe là sữa mẹ là tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Thì sữa mẹ đã chứa đầy đủ các thành phần dinh dưỡng cần thiết cho trẻ. Vì vậy trong 7 ngày đầu đời chúng ta không cần bổ sung chất gì khác ngoại trừ chúng ta bổ sung vitamin K. Vì vitamin K có vai trò rất quan trọng trong cái quá trình đông máu. Nên là sau vài giờ sơ sinh là trẻ sẽ được tiêm vitamin K. Và thứ hai nữa là chúng ta bổ sung vitamin D. Vitamin D có rất quan trọng trong sự hấp thu của canxi để giúp cho xương phát triển và dài ra. Vì vậy theo Tổ chức Y tế Thế giới thì khuyến cáo đối với trẻ bú mẹ hoàn toàn hoặc là trẻ bú dưới 1 lít sữa công thức một ngày thì chúng ta nên bổ sung vitamin D với nhu cầu là 400 đơn vị một ngày. Thưa bác sĩ, nhắc về việc chúng ta bổ sung vi chất cho trẻ, đặc biệt là vitamin D, nó rất là quan trọng cho việc phát triển xương của trẻ, thì lại có một cái ý kiến trái chiều, đó là nhiều bậc cha mẹ lại cho là trẻ không có nên sử dụng thuốc hay là các vi chất dinh dưỡng trong cái lúc mà trẻ quá nhỏ như vậy, và để phát triển xương thì chúng ta lại chọn giải pháp là phơi nắng. Không biết là đây có phải là một giải pháp tốt hay không, vì nhiều người cho là tia nắng mặt trời sẽ giúp cho trẻ bổ sung được vitamin D, thì theo bác sĩ thì điều này có đúng hay không, và bác sĩ có những chia sẻ gì về vấn đề này? Trong ánh sáng mặt trời sẽ có cái tia cực tím, có cái tia UVA, UVB, UVC thì sẽ giúp cho trẻ hấp thu được vitamin D. Đó là tia UVB. Tuy nhiên cái mà lượng vitamin D trẻ hấp thu từ cái việc phơi nắng không đủ so với nhu cầu của trẻ. Muốn đủ thì trẻ phải phơi nắng từ giấc khoảng 9 giờ sáng tới khoảng 15 giờ chiều, trong vòng khoảng 30 phút thì mới cung cấp được cái lượng vitamin cần thiết. Thì cái việc đó thì cái nguy cơ nhiều hơn cái lợi ích. Nên là bây giờ chúng ta sẽ không cần phải phơi nắng nữa, mà chúng ta hãy bổ sung theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới là 400 đơn vị vitamin D một ngày đối với trẻ dưới 12 tháng. Dạ, như vậy thì rõ ràng là chúng ta có thể bổ sung vitamin D cho trẻ mà không cần phải phơi nắng, và rõ ràng thì các mẹ cũng sẽ đỡ vất vả hơn trong việc phải phơi nắng cho trẻ mỗi ngày. Và đặc biệt là có một điều nữa, như bác sĩ vừa chia sẻ ban đầu thì chúng ta trong 7 ngày đầu nếu mà trẻ có những cái bất thường gì về rốn thì chúng ta nên đưa trẻ đi khám, và không biết thì ngoài vấn đề đó thì chúng ta còn có những cái chú ý gì để theo dõi những bất thường của trẻ trong 7 ngày đầu đời để có thể sớm đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được điều trị ạ? Trong 7 ngày đầu đời sơ sinh thì chúng ta đã biết là đó là giai đoạn thích nghi của trẻ. Trong 7 ngày đầu này trẻ có thể rất là dễ nhiễm trùng và là trẻ có tình trạng vàng da. Thì thành ra là nếu mà bố mẹ thấy trẻ có một trong các dấu hiệu, thí dụ như trẻ sốt, trẻ bú kém, trẻ bỏ bú, trẻ có thể hạ thân nhiệt là dưới 36.5, hoặc là sốt trên 38 độ, hoặc là trẻ có thể là co giật, vàng da, hoặc là rốn, chảy dịch, chảy mủ giống như mình đã chia sẻ, thì chúng ta nên đưa trẻ đến khám kịp thời để có thể là có những cái chẩn đoán đúng và xử trí đúng cho trẻ. Xin cảm ơn bác sĩ Hằng đã dành thời gian để có những chia sẻ rất là bổ ích để gửi đến các ông bố bà mẹ trong lần đầu tiên chăm sóc trẻ, để chúng ta có thể yên tâm hơn về việc chúng ta đã chăm sóc trẻ đúng cách ạ. Thưa quý vị, trẻ sơ sinh vô cùng non nớt, vì vậy ba mẹ cần phải cẩn thận và chu đáo thêm một chút trong việc chăm sóc, nhất là trong những ngày đầu tiên, vì lúc này bé đang trải qua một trong những thay đổi đầu đời quan trọng và rất cần được nâng niu ôm ấp.
Mong rằng những chia sẻ của bác sĩ Hằng trong chương trình hôm nay sẽ giúp các ông bố bà mẹ làm tốt hơn điều này. Và đến đây thì chương trình Sức khỏe và đời sống cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.